Kính thưa quý vị, theo trang tin Fortify, chuyên phân tích quân sự và chính trị quốc tế, bà Maya Kalin là tập biên tập viên quốc phòng Trung Đông, cũng là nhà phân tích của Trung tâm Chính sách Bảo mật, cựu thành viên của Tổ chức Đào tạo Quốc phòng và An ninh. Mới đây, đã phân tích về vận hạn của máy bay chiến đấu, được cho là hiện đại nhất của Nga, cũng như bóng đèn u ám bao trùm ngành công nghiệp vũ khí của nước này. Tiệm kích thế hệ thứ 5 Su-75 Checkmate là nỗ lực của Nga trong việc chế tạo máy bay chiến đấu xuất khẩu. Được quảng cáo là F-35 rẻ hơn với thông số kỹ thuật tốt hơn, GAS-39 Gripen. Nga đã thiết kế Su-75 đặc biệt để bán cho các quốc gia không có ngành công nghiệp hàng không trong nước. Lần đầu tiên được tiết lộ tại Mars Aso, năm ngoái 2021, Su-75 được đánh giá là một bước đi vững chắc của Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Thống nhất của Nga. Xây dựng dựa trên nền tảng Su-57 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên của Nga. Tuy nhiên, kể từ khi xuất xưởng, vận may của Su-75 đã tụt dốc khá xa. Số liệu thống kê và thông số kỹ thuật Su-75 do Sukhoi thiết kế có nhiều tính năng khiến nó trở nên hấp dẫn đối với người mua. Động cơ của nó ngốn ít chi phí bảo trì hơn cũng như tiêu thụ ít nhiên liệu hơn. Các đặc điểm tàng hình như khoang chứa vũ khí bên trong, cửa hút gió không bộ chuyển hướng và thiết kế đuôi độc đáo là tất cả những gì cần có đối với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Su-75 có cửa hút không khí không phân nhánh, đuôi hình chữ V và các khoang chứa vũ khí bên trong thân máy bay. Tất cả các đặc điểm này nhằm mục đích làm giảm khả năng phản xạ tín hiệu radar của đối phương. Với thiết kế đôi cánh lớn, khiến Su Khôi có thể bay ở độ cao tới 12.000m hoặc cao hơn. Các khía cạnh bổ sung của thế hệ thứ 5 của Su-75 là khả năng phối hợp với máy bay không người lái một công nghệ và học thuyết mới nổi mà lực lượng không quân hy vọng sẽ sử dụng để vượt qua hệ thống phòng không của đối phương. Những máy bay không người lái này sẽ được quản lý bởi một máy tính AI tiên tiến trên bo mạch và hệ thống điện tử hàng không, có khả năng theo dõi và thu hút tối đa 6 mục tiêu cùng một lúc. Những nâng cấp này thể hiện một bước tiến lớn so với các sản phẩm xuất khẩu trước đây của Nga như Su-30 và MiG-35. Tuy nhiên, chúng được cân bằng bởi mức giá phải chăng từ 25 đến 30 triệu USD bằng 1 phần tư chi phí của một chiếc F-35 Jones Fighter của Mỹ. Người phát ngôn của Rostec mô tả máy bay chiến đấu mới là một sự bổ sung tiên tiến cho lĩnh vực phòng không. Họ lưu ý rằng máy bay chiến đấu chất mết được trang bị vũ khí đa năng có khả năng chống lại bất kỳ mối đe dọa nào, từ các sở chỉ huy kín đáo đến các mục tiêu đặc biệt nhạy cảm đối với kẻ thù tiềm tàng. Máy bay phản lực được cho là được thiết kế bằng cách sử dụng một siêu máy tính và các tính toán kỹ thuật số và mô hình ảo thời hiện đại. Thu hút sự quan tâm ban đầu Sau khi giới thiệu Su-75, có vẻ như Việt Nam và Ấn Độ là những người mua chính và Argentina cũng có khả năng theo đuổi một thỏa thuận. Ngoài ra, vào đầu tháng 1 năm nay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã tham gia vào một thỏa thuận với UAC để hỗ trợ sản xuất và chế tạo Su-75 sau khi hợp đồng vũ khí trị giá 23 tỷ USD với Mỹ bị đình chỉ một sai lầm nghiêm trọng. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã tạo nên một tác động lớn bên ngành hàng không vũ trụ của nước này và dập tắt niềm hy vọng vào Su-75. Các lệnh trừng phạt quốc tế đã làm tê liệt khả năng của Nga trong việc mua và sản xuất các thành phần thiết yếu của máy bay hiện đại. Đáng chú ý nhất là thiết bị gia công chính xác và chất bán dẫn. Nếu không có hệ thống điện tử hàng không tiên tiến thì hoàn toàn không thể hoạt động. Điều này có ảnh hưởng đến việc sản xuất một chiếc Su-75 dự kiến bay vào năm 2024 cũng như doanh số bán hàng trong tương lai. Nếu Nga đấu tranh để bảo đảm được các bộ phận và bảo trì thì nước này vẫn có thể khiến những người mua tiềm năng bị loại. Ngoài câu hỏi về sản xuất, có một vấn đề gây tranh cãi lớn chính là màn trình diễn của máy bay phản lực Nga ở chiến trường Ukraine. Việc mất các máy bay Su-30, 34 và thậm chí 35 có thể khiến các quốc gia càng thận trọng và đề phòng với các hợp đồng mua máy bay chưa được thử nghiệm trong chiến đấu làm cho quá trình khó khăn hơn. Ngoài những thách thức do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, UAC dường như có ý định làm cho quá trình phát triển trở nên khó khăn nhất có thể. Rõ ràng, các nhà thiết kế đang nghiên cứu một phiên bản không người lái của Su-75 song song với biến thể có người lái. Với những thách thức cố hữu trong việc thiết kế một máy bay chiến đấu không người lái, UCAV, chưa có loại máy bay nào được sử dụng trong chiến đấu và các UCAV duy nhất hiện đang bay, dựa trên những sửa đổi đối với khung máy bay hiện có, đã được kiểm chứng. Thật khó để thấy cách Nga dự kiến phát triển Su-75 thành UCAV khi phiên bản có người lái vẫn chưa có chuyến bay thử nghiệm thành công nào Su-75 và tương lai Hiện tại, có vẻ như chương trình Su-75 vẫn tiếp tục gặp trở ngại. Các quan chức cao tuyên bố máy bay phản lực sẽ có chuyến bay đầu tiên vào năm 2024, tuy nhiên vẫn còn phải xem liệu chúng có đáp ứng thời hạn này trong bối cảnh các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt và với cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine hay không. Hơn nữa, có vẻ như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã tạm dừng việc tham gia vào dự án. Theo một số nguồn tin, UAE bày tỏ sự không hài lòng về các cuộc thử nghiệm của dòng tiêm kích hạng nhẹ thế hệ thứ năm của Nga. Theo Avia, tình hình này đã làm cạn kiệt nguồn kinh phí quan trọng cho nghiên cứu và phát triển. Mặc dù Việt Nam và Ấn Độ có thể vẫn quan tâm nhưng vẫn chưa rõ liệu Nga có tìm được thị trường cho Su-75 nếu nó được đưa vào sản xuất hay không. Như Harrison Kass của trang Fortify nói, các quốc gia nằm trong vùng ảnh hưởng của Nga vẫn sẽ mua thiết bị của Nga, bất kể cộng đồng quốc tế có thù ghét với Putin hay không. Tuy nhiên vẫn còn phải xem liệu những mối quan tâm khác có vượt trội hơn những cân nhắc truyền thống khi mua vũ khí hay không. Ngoài ra, nếu kế hoạch sản xuất Su-75 tiếp tục bị trì hoãn, các khách hàng nước ngoài có thể tìm nơi khác để đáp ứng nhu cầu về máy bay chiến đấu của họ. Thưa quý vị, mục tiêu chuyên đề của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.